Rồi, à, xin chào các bạn. Thì đối với một game thủ ngoài việc mà tích lũy riêng cho mình những cái cái năng chơi game chuyên nghiệp thì bản thân còn phải đòi hỏi một cái sức khỏe rất là tốt để mà có thể uh, chơi game một cách tốt nhất ha. Và trong thời gian lâu dài thì ngày hôm nay mình sẽ trên tay cho các bạn xem một cái sản phẩm dành cho game thủ mà hướng đến cái vấn đề đó là theo dõi sức khỏe ha, giúp cho game thủ có được sức khỏe rất là trong trạng tốt nhất. Bây giờ mình sẽ đập hộp cho các bạn xem coi là trong cái hộp bằng giấy này sẽ là một cái sản phẩm gì. Đó, rất là dẫn ha các bạn ha đây mình nghĩ là các bạn sẽ rất thích thú ở đây đặc biệt là những cái fan game thủ tại một hộp bằng giấy như thế này đóng gói rất là kỹ rất là thân thiện với môi trường rồi bên trong hộp rồi thì đây là những mình chính chúng ta ngày hôm nay chiếc đồng hồ học minh kim luôn thì sức khỏe Razer Nabu Watch thì các bạn biết là cái thương hiệu Razer là một cái thương hiệu rất là nổi tiếng trên thế giới cũng như là ở Việt Nam nó riêng nó, nó nổi tiếng uh, qua những cái sản phẩm như là chuột bằng phím hay là những cái uh, linh kiện khác mà razer làm ra chức, uh, rất là ưa chuộng đặc biệt là giới game thủ ha, rất là thích ha đối với vòng đeo tay theo sức khỏe thì razer đã có cho ra mắt tất cả là ba dòng tính luôn dòng number Watch này dòng đầu tiên đó chính là dòng razer number X đó là một cái dòng đeo tay mà chỉ có trang bị đèn thông báo thì các bạn phải các bạn phải nhìn đèn để mình nhận biết được là thông báo gì phiên bản thứ hai đó là phiên bản Razer Nabu, thì cái phiên bản thứ hai này thì uh, Razer chuẩn bị thêm một cái màn hình, tuy nhiên thì nói hiển thị theo dạng là trắng đen, đó nó không có một, uh, có không có ấn tượng cho lắm. thì cái phiên bản thứ ba này mình cầm trên tay đây là phiên bản mới nhất đó là Nabu Watch, thì uh, các bạn có thấy là cái uh, được làm theo dạng đồng hồ, nó rất là đẹp và rất là hầm hố thế này. Bây giờ mình sẽ đập hộp cho các bạn xem coi là bên trong cái đồng hồ này sẽ như thế nào. vì các bạn nói là cách đóng gói của cái đồng hồ rất là đẹp, và thấy là bên thông được in một số những cái thông tin độc nổi bật của cái đồng hồ này chẳng hạn như là nó có một cái màn hình để bà con theo dõi thông tin chúng ta có hỗ trợ hiển thị những những thông báo rồi theo sức khỏe kết nối và thời lượng pin tốt thì mình sẽ mở ra rồi thì nó được cho đèn một một cái nắp nhựa như thế này Đó, rất là cứng cáp và đây là vật của chúng ta ngày hôm nay cái đồng hồ cho mình đã xài rồi mình chỉ đóng gói lại để mà làm lại cho đúng tiến trình thôi. Đó, đây như thế này. Đây là cái đế để mà để cái đồng hồ. Nó là cái chiếc laser box thì được đóng gói rất là đẹp với rất là cẩn thận. Còn phía bên dưới chúng ta sẽ lấy ra ha. Và đây là cái ngăn, kéo như thế này. Khi bạn kéo ra thì sẽ là nơi những học kéo vậy. Đóng gói rất là hay, rất là gọn gàng. Người mình thích là thích cái gói này. Kéo ra. Đây là cái hộp bằng giấy nhỏ nhắn thôi thì bên trong sẽ là đựng một số những cái phụ kiện như là chúng ta có uh, sách hướng sử dụng chúng ta có giấy giới thiệu và chúng ta có một cái tờ uh, giấy hướng dẫn nhanh như thế này và cuối cùng không thể thiếu đó là một cái uh, tem dán laser đó và ngoài ra thì laser uh, còn có một cái sợi dây uh, cáp rất là đặc biệt như thế này đó mình để mình lấy mình sạc như thế này đó rất là đặc biệt ha chúng ta thấy thì khác với cái sạc thông thường mà trên những cái dòng đồng hồ đeo tay là những chiếc smartwatch thông thường hiện nay, cái là mình sẽ nói sau. rồi thì đó là toàn tổng cộng cái phụ kiện kèm theo chiếc Razer nappa watch. bây giờ mình sẽ nói về cái đồng hồ. thì trên mình đây là chiếc đồng hồ Razer nappa watch. thì về tổng thể là các bạn có thấy là nhìn đầu tiên điều ấn tượng đầu tiên là các bạn nhìn vào đó là cái thiết kế của nó nó tương tự thực chất là nó, nó cũng không khác biệt gì lắm so với những cái đồng hồ casio g shock Và các bạn thường thấy hiện nay đó thiết kế một cái thứ rất là khỏe khoắn hầm hố và chắc chắn chúng ta thấy là cái mặt trước của nó được uh, có những cái gờ bằng nhựa như thế này đó giúp tao tạo cái sự khỏe khoắn cho cái đồng hồ mặt trước chúng ta một có một cái uh, màn hình kích thước cũng uh, khá là lớn ở đây bốn cái nút uh, với bốn chức năng khác nhau chúng ta có nút uh, set nè Uh, adjust là nút like và nút mod phía góc này chúng ta có một cái logo laser ở đây và uh, góc này sẽ là một cái uh, nút bấm cứng đó rồi thì tổng với tổng thể là cái đồng hồ được làm bằng chất liệu nhựa và được bọc một cái lớp cao su sần ở ngoài giúp cho bám tay và rất là chắc chắn và chăm sóc rất là tốt còn về dây uh, đeo thì ba cần thấy là cái dây đeo của Razer cũng được uh, làm nó uh, khác biệt hơn một chút. thì bạn thấy là những cái uh, mấu như thế này, thì đây sẽ làm cho cái đeo tổng cộng là 11 cái mấu, uh, những cái uh, chốt khác nhau, giúp cho các bạn có thể thay đổi cái kích thước cái cổ tay sao cho phù hợp nhất có thể. đồng thời thì uh, cái uh, chốt kim loại này để mà đính chặt vào cái dây được làm theo dạng chữ uh, H. đó các bạn thấy thì nó được bóng bảy ha. khi bạn gài vào thì nó sẽ cực kỳ chắc chắn luôn đồng thời thì Razer còn thêm một cái mối bằng nhựa ở đây nữa phía trên cũng có một cái logo Razer ở đây khi mà các bạn đeo vào thì nó sẽ bám vào cái dây đeo rất là chắc chắn. thì ngoài cái việc mà Razer thiết kế những cái lỗ này để mà gắn chặt vào cái cổ tay thì nó còn giúp cho cái việc mà lưu thông tức là khi mà các bạn đeo vào thì do cái dây làm bằng cao su dẻo nên là khi mà các bạn hoạt động trong thời gian dài thì các bạn sẽ ra mồ hôi thì nếu mà như không có những lỗ này thì nó sẽ rất là nóng rất là khó chịu đó. cho nên là những cái lỗ này nó sẽ cho bạn thoáng khí chúng ta thoải mái rất là dễ chịu một thiết kế rất là hay rồi đó có thấy thì một, một, vòng thiết kế của chiếc đồng hồ rất là đẹp bên dưới là chúng ta sẽ có một cái mặt kim loại rất bóng bẩy ở đây với bốn uh, con ốc rất là nhỏ và đây là ốc ngôi sao chứ không phải là ốc thông thường đó các bạn ha đó chúng ta mặt dưới thì được in những cái uh, dùng chữ thông tin như là logo laser ở đây uh, khả năng chống nước là theo chuẩn là 5 atm và những cái uh, số uh, mã số cũng của, của cái đồng hồ này. Đồng thời thì Razer cũng khẳng định cái uh, đối tượng người dùng mà Razer hướng đến khi mà sản xuất ra cái đồng hồ này đó chính là dành cho game thủ, có thấy là for gamer, pro gamer ở đây. Và đây là một cái đồng hồ được sản xuất bởi Mỹ, California. Đó. Và điều đặc biệt đó chính là về cái mấu chốt sạc ở đây. Thì uh, thay cho những cái uh, đồng hồ hay là những cái vòng đeo tay trước uh, hiện nay mà những cái hãng khác sản xuất thì uh, hãng sử dụng cái uh, đầu uh, USB hay là có một cái chân đế sạc rời ở ngoài thì Razer lại làm khác hẳn người ta lại làm cái chân đế như thế này ha nhìn trông rất là lạ và rất là dị. Đó nó có ba cái chân kim loại ở đây và phía bên ngoài thì nó uh, được bọc một cái uh, vòng kim loại. Đó 500 ở đây. Khi mà các bạn muốn sạc thì các bạn chỉ việc rơi vào như thế này. Đó nó sẽ hết chạm vào, rất là xong thì cái cách mà sạc trên cái uh, chuẩn này nó tương tự như là khi mà các bạn xài bút bút thì nó có cái chuẩn có cái chuẩn sạc là mắc xếp bát xếp hai đó về cái việc đưa vào hết như thế này là xong do cái phần bên dưới của cái đồng hồ thì chân cắm sạc cũng được làm hơi lõm xuống cho nên là khi mà bạn kê vào nó sẽ rất là chặt ha đó nó không có uh, di chuyển được rất là hay đồng thời thì cái cái uh, chân sạc này thì nó cũng bọc thêm một cái viền nhựa cái ron uh, bằng cao su bên ngoài giúp cho nó chắc chắn hơn rất là nhiều đó tất nhiên thì uh, khi mà sử dụng cái chuẩn sạc này thì mình có hai lý do mình rất là vân vân thứ nhất là uh, khi mà cho cái mặt tiếp xúc của cái ba cái chân này thì nó ngay cái là cái cổ tay mình nên khi mà các bạn uh, hoạt động nhất là khi đi mưa hay là những bạn nào hoạt động ra mồ hôi nhiều nhất là những bạn nào mà có mồ hôi muối thì không biết liệu là trong thời gian dài thì ba cái chân đến này có bị ra tan hay không có bị rỉ hay không và nếu như bị rễ thì nó sẽ gặp cái tình trạng là sạc sẽ không có ăn đó đây là một cái vấn đề mà rất là nhiều những cái những cái đồng hồ thông minh hay là những cái bông tay gặp phải đó thứ hai đó chính là về cái dây cáp sạc mặc dù được trang bị một cái uh, uh, loại cáp sạc rất là dị cũng chính vì thế là bạn phải giữ cái công dây này rất là cẩn thận vì nếu như các bạn lỡ để quên hay là các bạn mất thì hầu như các bạn không thể đi kiếm để mà mua ở ngoài đó đây là một cái vấn đề mình thấy gọi là một cái bộ nhiệt một cái dược điểm đó cho nên là bạn phải giữ kỹ cái cộng cáp này rồi tiếp theo thì mình sẽ nói về cái thân đồng hồ ha đây là cái mặt dưới của đồng hồ và thấy thì là laser cho trang trí những cái máu xanh lá cũng như là những cái nút bấm này cũng có những cái viền xanh lá như thế này màu xanh laser rất là đẹp rồi à, một cái điểm trừ nữa mình muốn nói đến đó chính là do có thể là do đây là hàng của Mỹ làm nên là Mỹ thì cái gì cũng vậy, nó càng càng to càng tốt là càng khoái. Cho nên là những người châu Á như mình, chẳng hạn đi, thì sẽ có thể sẽ không phù hợp với một số đối tượng nhất là mình. Chẳng hạn như là mình có một cái cột tay nó hơi bị ốm, đeo vào như thế này thì nhìn trong nó hơi bị kỳ kỳ một chút. Rồi những bạn nữ nào mà có những cái bàn tay thanh mảnh, nhất là những bạn nữ game thủ thì đeo cái đồng hồ này vào nó sẽ hơi bị lỏng lẻo một chút. Cho nên là đồng hồ này. À, nó phù hợp cho những bạn nào mà có uh, cổ tay to. Mặc dù là mình đã thử cái uh, chốt nó gọi uh, là cao nhất rồi nhưng mà nó vẫn hơi bị lỏng lẻo. Đó, đó là cái nhất. Cái thứ hai là cái dây đeo này các bạn không thể thay thế được bằng cái dây đeo khác. Một điểm khá là bất tiện ha. Đó. Rồi. Bây giờ mình sẽ nói về cái màn hình. Chúng ta thấy là Razer Double Watch được trang bị một cái màn hình uh, rất là lớn ở đây. Trong đó có bốn cái màn hình khác nhau thì ở cái góc màn hình phía bên trên sẽ là nơi hiển thị giờ quốc tế thì các bạn có thể uh, chọn một cái quốc gia nào mà các bạn muốn xem giờ, chẳng hạn như là Hàn Quốc hay là Nhật Bản gì đó hoặc là Mỹ. Rồi góc màn hình phía bên tay trái là nơi hiển thị những cái uh, thông tin như là các bạn sẽ dùng những những chức năng chức nào thì nó sẽ hiển thị những cái kênh đó để các bạn biết. Còn chính giữa cái màn hình chính sẽ là một cái màn hình để bạn hiển thị xem giờ ngày tháng năm ở đây và những cái con số này nó được làm theo những cái dạng như là kiểu số rất là đẹp mà cũng là tông màu xanh lá luôn rất là đẹp và cuối cùng là phía bên dưới chúng ta một có một cái màn hình là OLED cái thước cũng nhỏ thôi thì cái màn hình này nó giúp cho các bạn có thể xem được những cái thông báo từ email tin nhắn cuộc gọi là những cái ứng dụng thứ ba mà các bạn cài vào như là Facebook hay là Messenger rất là hay ha các bạn ha đó rồi thì để các bạn thấy là cái màn hình hiện tại là trên cái màn hình của mình nó hay hiển thị là à, báo giờ nè và thông báo ok các bạn nhấn cái nút cứng ở đây thì nó sẽ chuyển đổi vào lại chế độ như là thấy là Facebook nó cũng thông báo đây về hiển thị thông báo là uh, chiếc chiếc Razer Namuact này nó cho cái khả năng hiển thị tiếng Việt cái phông chữ của nó ở mức phần thiện là khoảng uh, theo mình đánh giá là khoảng tám phần trăm thôi nó vẫn vẫn còn một số loại hiển thị về phong chữ đó rồi thì mình nhấn tiếp theo thì mình sẽ uh, YouTube chẳng hạn đi đó YouTube chúng ta có đo được bước chân chúng ta có vẫn được đi được chúng ta uh, xem được cái lượng có lo tiêu thụ và thời gian giấc ngủ rồi mất control thì cái tính năng rất là hấp dẫn hơn lắm mình sẽ demo cho bạn xem sau rồi cuối cùng là giờ thì đó là những cái tính năng mà Razer Now Watch được trang bị mình sẽ nói lại ha bao gồm là đau đo bước chân cái quãng đường đi được và cái lượng calo tiêu thụ giấc ngủ và cái khả năng hoạt động của bạn đó tiếc thì cái đồng hồ này nó không được trang bị cái cảm biến đo nhịp tim đó, không có đo nhịp tim ở đây các bạn ha một một cái điểm hơi đáng tiếc rồi bây giờ mình sẽ vào cái nút mode ở đây khi mình nhấn vào thì nó sẽ chuyển nó qua lại cái việc mà bấm giờ các bạn khi bạn nhấn vào thế này nó sẽ có những cái icon nhỏ ở đây để mà cho các bạn xem coi là mình đang ở tính năng nào đó rất là nhiều ha đây đếm ngược cũng có luôn đó like tức là đèn đây nó cũng có hiển thị đèn cho các bạn xem mình sẽ chà thế này đó bây giờ mình sẽ nói về cái màn hình thì khi mà các bạn sử dụng ở ngoài trời thì cái khả năng hiển thị của cái chiếc Razer Nomad này rất là tốt cho cái khả năng góc nhìn rất là cao do những cái đèn do những cái hiển thị này theo dạng phản quang cho là giúp cho cái đèn hiển thị ngoài trời rất là tốt tuy nhiên bù lại khi mà các bạn đeo đồng hồ đeo tay vào ban đêm khi mà bạn chạy xe hoặc là trong điều kiện ánh sáng yếu thì hầu như là các bạn phải bật cái nút like lại lên để mà các bạn có thể xem được giờ thì còn nếu không thì các bạn khó có thể mà xem được ngoài ra thì do cái đồng hồ này nó không được trang bị cái cảm biến khi mà các bạn chẳng hạn như là khi mình đang chạy xe đi, bây giờ mình sẽ thử đeo trước các bạn xem, đó mình sẽ đeo như thế này, đeo trước mình sẽ demo, mình sẽ nói sau, đây, mình sẽ đeo ha, mình đeo ở mức uh, đó lớn nhất luôn, cài vào, thêm một cái mấu nhựa đây nữa, đó, rồi, xong, đó, thế là xong, đây, mình đeo đồng hồ này rồi thì khi mà các bạn chạy xe như thế này ha trong ban đêm khi bạn vào phố ở nhất chẳng hạn đi các bạn muốn xem giờ thì với điều kiện ban đêm lúc ấy thì khó mà các bạn có thể xem được giờ khi mà các bạn nếu như các bạn không đậu ở những cái khu vực mà có đèn đường thì sẽ rất là khó thấy thì Razer Nomad không có trang bị cảm biến tức là khi các bạn lắc cổ tay như thế này thì nó chỉ có hiển thị cái đèn thông báo OLED thôi chứ còn cái đèn đồng hồ đến lại không có hiển thị cho nên là nó hơi bất tiện ha nếu như mà Razer trang bị thêm cái cảm biến khi mà lắc tay thì cái đèn sẽ sáng lên thì sẽ tốt hơn rất là nhiều đó. rồi thì đó là cái uh, về cái màn hình bây giờ mình sẽ nói về cái cái tính năng mà hồi nãy mình nói ban đầu là tính năng uh, snap photo đây bây giờ mình sẽ thử uh, bật cái tính năng snap rồi các xem ha thì để uh, sử dụng thì các bạn chỉ việc uh, nhấp vào nút cứng như thế này các bạn nhấn đến khi nào nó ra được cái uh, biểu tượng là remote control ở đây sau đó các bạn nhấn giữ đó Lúc này thì nó sẽ ra cái rung lên mà nó sẽ ghi là snap photo. Còn bây giờ trên mình đang là một cái iPhone 5C ở đây ha, mình sẽ demo cho bạn xem. Đó. Thì cái tính năng snap photo thực chất là giúp cho các bạn có thể chụp uh, camera từ xa thông qua cái đồng hồ này, rất là hay. Thì để sử dụng được bắt buộc các bạn phải khởi động cái trình camera lên trước. Đó, như thế này. Đây, đây là cái trình camera trên chiếc iPhone. Bây giờ mình sẽ thử demo cho bạn xem cái tính chụp ảnh của nó như thế nào ha. Mình sẽ nhấn vào cái nút cứng của đồng hồ này mà nó sẽ chụp cho bạn xem. Nhấn À, thấy thì khi mình nhấn trên cái đồng hồ thì cái máy ảnh trên iPhone đã chụp. Mình sẽ làm lại rồi xem ha. Đó, cái đồng hồ sẽ rung lên và cái iPhone sẽ được chụp. Một lần nữa. Rồi. Thì đó là cái tính năng Snap Photo. Thì cái tính năng này thì để mà các bạn sử dụng được các bạn cần phải trung gian qua một cái ứng dụng tên là Nabu. Thì bây giờ mình sẽ nói về cái ứng dụng Thì đối với Android cũng như là iOS thì thì nó đều sử dụng chung một cái phần mềm đó tên là Nabu đây là cái icon Nabu ha mình đã cài sẵn vào trong cái phone của mình rồi bây giờ mình sẽ khởi động lên thì đây là cái giao diện của cái công cụ quản lý Nabu trên chiếc đồng hồ này thì các bạn có thấy là cái ứng dụng của nó rất là đơn giản và rất là trực quan ha nó cho các bạn phép các bạn có thể hiển thị được số bước chân quãng đường lực có lo thời gian các bạn hoạt động và giờ các bạn ngủ đó theo dõi rất là hay luôn thì thời gian thật luôn thì cái kênh đây chúng ta có thể xem được các bạn cái thiết lập những cái thông tin cá nhân của mình như là Ngọ tơ, ngày tháng năm sinh uh, cân nặng chiều cao giới tính gì đó và chúng ta có thể xem được cái uh, đặt được cái chỉ tiêu mình đề ra chẳng hạn như là bước được 10.000 bước chân hay là đi được bao nhiêu bao nhiêu km gì đó tùy theo các bạn thiết lập device tức là đây là cái uh, đồng các bạn thì trong cái giao diện này các bạn có thể chỉnh được cái gì các bạn có thể xem được cái phiên bản update firmware hay là cái thời lượng pin còn lại và các bạn có thể thiết lập cái thanh thông báo trạng thái ở đây đó 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 những khi mà nó sẽ thử cái tính năng rung những thông báo trên cái đồng hồ đây rung đó các bạn muốn như thế nào cao nhất ha score là cái tốc độ kêu các bạn chuyển uh, nội dung nội dung hiển thị và rất là nhiều những cái uh, tính năng khác đây ngoài ra thì uh, đối với uh, riêng những cái dòng máy web thì uh, nó còn cho phép bạn có thể xem được cái thời lượng pin như thế này là pin của mình là iPhone là còn mấy phần trăm còn cái Apple Watch thì nó còn cũng là 70 luôn còn rồi thì các bạn có thể không xem được cái thông số này cũng hơi là hơi đáng tiếc ha đó thì đó là cái ứng dụng Naboo uh, Nabu khi mà các bạn đồng bộ để mà các bạn sử dụng trên cái uh, đồng hồ này thì một cái điểm cộng là đối với những cái dòng uh, smartwatch hiện nay thì để mà sử dụng được cái đồng hồ đó các bạn bắt buộc phải đồng bộ với cái ứng dụng trên điện thoại thì các bạn mới có thể sử dụng được còn đối với chiếc no watch này thì các bạn không cần các bạn không cần phải uh, kết nối với đồng hồ cái sở bạn không cần phải kết nối với uh, smartphone hay là bánh bản các bạn vẫn có thể sử dụng cách bình thường vẫn xem giờ vẫn sử dụng tất cả các năng mà chiếc Razer no -Watch này có được đó còn cái việc vào đồng bộ thì để mà cho các bạn có thể xem được những cái kết quả và sau đó các bạn có thể quản lấy được cái tình trạng sức khỏe của mình như thế nào thôi đó nó không bắt buộc các bạn phải uh, kết nối với thiết bị động thì mới có thể sử dụng được rồi tiếp theo thì mình sẽ nói về cái khả năng cái trang bị của nó thì cái chiếc no watch này được trang bị khả năng chống nước theo chuẩn là năm atm tức là các bạn có thể đeo đi mưa thậm chí là đi bơi luôn miễn là các bạn đi bơi đừng có bơi ở hồ bơi nào mà sâu quá 50 mét là được đó thì đồng hồ này rất là ok đi tắm thoải mái Tiếp theo là cái đồng hồ này nó được trang bị cái khả năng chăm sóc là ở độ cao là tối đa là 5 m do là được bọc cái lớp cao su ở ngoài rất là dày cũng như là cái phần nhựa rất là chắc chắn khi bạn rơi đó mình thể luyện thoải mái và không sợ bị ảnh hưởng đó như thế này Nguyễn thì các bạn rơi thì thôi nha được bạn còn đừng các bạn rơi kiểu cái, cái kiểu này là nó quất cho cái màn hình là các bạn bể thì mình không biết đâu mình chỉ nói là rớt ở miếng bề cạnh thôi đó do cái màn hình này không phải là màn hình cường lực đó rồi đi cuối cùng là mình sẽ nói về cái thời lượng dùng pin thì cái đồng hồ đau quách này được trang bị một cái viên pin là uh, theo chuẩn là CR2032 tức là những cái viên pin dạng dẹp mà các bạn thường thấy trên những cái đồng hồ đeo tay đó thì theo nhà sản xuất cho biết thì cái đồng hồ này khi có thể uh, cái viên pin của nó xài được một năm thì các bạn có thể thay thế được thì bằng việc các bạn tháo những miếng nhựa cái miếng kim loại này ra và kêu các bạn sạc đầy thì các bạn có thể sử được khoảng 7 ngày tuy nhiên thì mình có thử sạc đầy và dùng thì mình chỉ cần xài khoảng chừng 4 đến năm ngày là bắt đầu nó hết pin mình sẽ sạc lại có thể là do mình nhận nhiều thông báo cho nên là, là nó hơi tốn pin một chút do cái việc mà nó hiển thị cái thông báo như thế này ở một hình tổ lép đó rồi thì đó là về phần uh, uh, chia sẻ của mình về cái đồng hồ mình sẽ tóm gọn lại ha Razer Nowatch sẽ có những cái gì Thứ nhất là nó sẽ giúp cho bạn có thể theo dõi được uh, sức khỏe bao gồm là đo bước chân, quãng đường, lượng calo tiêu thụ, thời gian hoạt động và đôi giấc ngủ. Và điểm trừ là nó không có cảm biến đo nhịp tim cũng như là nó không có GPS trong đây. Tuy nhiên thì khả năng đo của nó cũng rất là chính xác ha. Cái độ sai số nó không có nhiều. Và thứ hai là nó có khả năng uh, chống nước và chống sóc rất là tốt cuối cùng là một thiết kế rất là chắc chắn và hầm hố đây thì nếu như bạn nào là một người đam mê thể thao hay là cần một cái đồng hồ rất là đẹp thôi cần những cái tính năng hấp dẫn thì Razer No một cái tùy chọn cũng không thể nói chung là cũng rất là đáng quan tâm còn nếu như bạn nào mà fan của Razer nói riêng thì chắc chắn một điều là các bạn sẽ sắm cái đồng hồ này mình bảo đảm luôn nó bây giờ nó rất là đẹp ha rất là hầm hố cuối cùng là về giá bán thì giá bán của con này là 3 triệu 300 sẽ gọi 3 triệu 990 ngàn rồi xin cảm ơn các bạn